Đầu tiên, để kết nối Bluetooth thì bạn phải bỏ tai nghe vào trong hộp sạc. Sau đó nhấn giữ cái phím đằng sau cho đến khi đèn này đổi qua màu xanh. Sau đó bật Bluetooth trên điện thoại và chọn tay thiết bị Bose Open Ultra Earbuds. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đeo tai nghe đúng cách. Đầu này thì bạn hãy để vào phần ống của tai nghe, và đầu này thì bạn hãy để vào phần sau của tai nghe. Kéo cái này ra và sau đó kẹp vào tai như thế này.